Thời gian trôi qua nhanh quá các anh em nhỉ. Mới ngày nào anh em game thủ chúng ta còn gào thét bất ngờ khi nhìn thấy nhà chính T1 nổ tung qua hành trình kỳ diệu của Dragon X tại chung kết thế giới 2022. Vậy mà giờ đây chúng ta lại đang chuẩn bị chào đón một mùa giải chung kết thế giới nữa được khởi tranh. Cuối cùng thì sau hai mùa giải xuân hè ròng rã, hay với khu vực LEC là tận 3 mùa giải, chúng ta đã có những cái tên chính thức có mặt tại giải đấu Liên minh huyền thoại danh giá nhất thế giới. Thì còn thiếu một hạt giống nữa đến từ World Qualifying Series, nhưng mà vậy thì sao? Không gì có thể ngăn cản được đam mê content của cà phê Liên minh chúng mình. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không bắt đầu chào đón một mùa chung kết thế giới hấp dẫn sắp đến bằng cách đánh giá và xếp hạng các đội tuyển đó chứ nhỉ? Nhưng mà anh em có biết ngoài chung kết thế giới thì điều gì cũng sắp tới nữa hay không? Đó chính là việc cà phê Liên minh chúng mình sắp đạt được con số 300.000 lượt đăng ký rồi đó. Vậy nên nhân dịp này, chúng mình chân thành mong các anh em hãy dành một lượt subscribe để không chỉ giúp cà phê Liên minh sớm đạt được cột mốc này mà còn giúp anh em không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp đến của chúng mình nữa đó. Tình cảm như vậy là đủ rồi. Chúng ta có tận 22 cái tên đang xếp hàng chờ phía trước nữa. Bây giờ hãy cùng bắt đầu ly cà phê ngày hôm nay thôi. Đến với bậc thấp nhất, chúng ta có tier E. Chữ E này viết tắt cho em đến đây để cọ sát, ý chỉ các đội không được đánh giá quá cao cũng như không có quá nhiều cơ hội trước các đối thủ khác, và cũng không ngoài dự đoán khi đó sẽ là các đội tuyển đến từ các khu vực wildcard. Đội tuyển được, đúng hơn phải là bị. Đội tuyển bị gọi tên đầu tiên cho thứ hạng này khá bất ngờ sẽ là Detonation Focus Me của khu vực Nhật Bản LJL. Vâng, lại là những anh chàng áo xanh này đấy anh em ạ. Nếu anh em quá ngán ngẩm với việc GAM Esports vô địch liên tục tại VCS thì nếu so với DFM thì cũng chẳng đáng là bao nhiêu cả. Gọi LJL là giải một đội hay DFM Championship cũng không phải là điều gì đó quá sai. Cũng chính vì thế mà các màn thể hiện của đội tuyển này tại các mùa giải quốc tế gần nhất đang dần có dấu hiệu đi xuống rõ rệt, chứ không còn được đánh giá quá cao như trước nữa. Gần đây nhất chính là hai lần về nước vô cùng trong vánh tại chung kết thế giới 2022 và MSI 2023. Mà thậm chí so với MSI gần nhất thì DFM cũng không có quá nhiều thay đổi về nhân sự. Đáng chú ý nhất vẫn chỉ là siêu xạ thủ Yutapon ngày nào đã chuyển hộ khẩu lên cánh trên, nhường lại cho anh chàng xạ thủ 2K1 Milan. Đó còn chưa nói đến chuỗi lùm xùm trong nội bộ đội tuyển thời gian vừa qua. Vì thế nên anh em cũng đừng trông chờ quá nhiều, nhưng cũng đừng quên rằng đây từng là một kẻ cướp viên siêu công nghệ khét tiếng đấy nhá. Kế đến là đội tuyển mà anh em fan Liên minh huyền thoại ai cũng biết đến tên sau thất bại đầy tủi hổ của GAM Esports tại MSI 2023 vừa qua. Không ai khác ngoài Movistar R7 hay còn được biết đến với cái tên Rainbow Seven đến từ khu vực Mỹ Latin LLA. Thú thật thì ngay cả khi đã đánh bại được GAM Esports thì cá nhân cà phê Liên minh vẫn chưa thực sự đánh giá quá cao đội tuyển này, bởi lẽ chiến thắng 2-1 của họ có phần khá lằng nhằng và vô cùng nhiều lỗi từ vụn vặt đến rõ ràng trong suốt cả game. Chỉ trách là GAM trong giai đoạn đó quá thọt mà thôi. Với đội hình được giữ nguyên sau MSI là Bong đường trên và Mirel đường giữa, cùng ba cái tên nội địa là Oddi đi rừng, Seo xạ thủ cùng Lions hỗ trợ, R7 hoàn toàn có thể làm được điều gì đó bất ngờ trước những đối thủ ngang tầm. Tiếc rằng số lượng đối thủ như vậy cho R7 thì cũng chẳng có nhiều, nhưng biết đâu bọn họ bóng hóa Chaos, đấm vỡ mồm PSG Talon để tái đấu một lần nữa với GAM thì sao? Vậy thì mình phải trích lời nhà báo chơi anh Ngọc chứ sao nữa. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Cái tên tiếp theo cho vị trí tier E này chính là những người anh em cù lao đến từ khu vực Brazil, aka CBLOL. Khách quan mà nói, Lao không hề là một đối thủ nhẹ ký. Thực lực của đội tuyển đã được minh chứng thông qua cặp trận trước G2 Esports tại MSI 2023 vừa qua, khi Lao đã thi đấu vô cùng sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá khá cao phía bên kia. Tuy nhiên, đó chỉ dừng lại ở mức khá ổn với vị thế của một đội tuyển wildcard mà thôi. Sự macro còn hạn chế cùng bản lĩnh thi đấu chưa vững vẫn là những điểm yếu chí mạng của đội tuyển này. Với dàn lineup được giữ nguyên từ MSI đến tận bây giờ, gồm Robo đường trên, người đi rừng Hàn Quốc Rock, Tinaus đường giữa, xạ thủ người Hàn Rao cùng hỗ trợ Seos, Lao dù vẫn là một viên ngọc ẩn đầy hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ trước bất kỳ ai dám xem thường. Và việc đụng độ phải GAM trong trận chiến đầu tiên, đây chắc chắn sẽ là một bài toán khó nhằn mở màn cho kỳ chung kết thế giới của đội tuyển đến từ Việt Nam. Và cái tên cuối cùng chốt hạ lại tier E này, thật đau lòng khi phải gọi tên người anh em đến từ quê nhà của chúng ta, Team Wales. Thú thật thì ban đầu khi lên kịch bản cho clip này, chúng mình đã định xếp Team Wales trong một vị trí cao hơn cơ. Nhưng khi nhìn vào bảng đấu cùng những đối thủ mà Team Wales phải đụng độ ngoài kẻ cướp viên siêu công nghệ DFM, thì sẽ gồm Hào Bay Flying Oyster cùng một hạt giống thứ tư đến từ vòng loại thế giới là Team BDS của EU hoặc Golden Guardians. Đó còn chưa kể đến việc kể cả có vượt qua được khe cửa hẹp để đi vào cạnh tranh top cũng sẽ phải gặp Sheet 1 phía bên kia. Vì thế nên là đúng như cái tên của Tier E, em đến để cọ sát. Khách quan mà nhận xét thì đội hình Team Wales cũng không thể gọi là yếu, nhất là khi chúng ta đã được nhìn thấy họ có thể thi đấu tốt như thế nào tại nửa đầu VCS Hoàng Hôn vừa qua. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự ổn định cần thiết để đi đường dài. Ngoài Bai và Binjay, thì ba thành viên còn lại gồm Glory, Sparkda cùng Artemis đều là lần đầu tiên đến với giải đấu Liên minh huyền thoại danh giá này. Ngoài ra, việc đặt ít kỳ vọng vào những chú cá voi thì khi họ giành được chiến thắng chúng ta sẽ bất ngờ hơn thì sao? Cố lên Team Wales! Tier thứ 2 vẫn sẽ là sự xuất hiện của những cái tên tại vòng play-in cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đến với vòng Thụy Sĩ. Đó chính là Tier D, đại diện cho dô được vòng Thụy Sĩ là Ping. Sở dĩ đặt cái tên này là vì cả bốn cái tên sau, cho dù có bước tiếp vào vòng trong thì cũng khó lòng nào mà làm khó những đại diện của các khu vực lớn. Vậy đó sẽ là ai? Đầu tiên sẽ là hạt giống số 2 của khu vực PCS, tổ đội Hào Bay CTBC Flying Oyster.
Với cái mác PCS, vốn họ đã có thể được đánh giá cao. Đã thế, cùng dàn lineup này, họ đã từng gây khó dễ cho Gen Z Esports và có một trận thắng trước 100 Thieves tại vòng bảng chung kết thế giới 2022. Đến với giải đấu năm nay, CFO chỉ thay đổi đúng vị trí hỗ trợ từ Kuala thành CLC. Nếu anh em thấy cái tên này quen quen, thì đây là cựu hỗ trợ từng thi đấu trong màu áo của đội tuyển tầm trung Ultra Prime đến từ LPL. Trong trận chung kết PCS vừa qua, thì CFO cũng chỉ để thua suýt soát với tỷ số 3-2, chứng tỏ đây sẽ là một cái tên khá đáng gờm, ít nhất là tại vòng play-in. Cái tên xếp ngay sau CFO sẽ là nhà vô địch VCS của chúng ta, Gam Esports. Vâng, đoàn thủy quân lục chiến đã trở lại, hứa hẹn sẽ lợi hại hơn xưa và ít nhất sẽ giúp VCS rửa hận trên những cái tên wildcard khác. Nói không qua thì Gam chính là một đội hình All-Star của Việt Nam khi quy tụ những cái tên nổi bật nhất nhì tại từng vị trí của họ, gồm Kiaya đường trên, Levi đi rừng, Katy đường giữa cùng một đôi đường dưới Slider, Palette. Tuy vậy, việc thiếu ban huấn luyện đủ tầm chính là rào cản lớn nhất của đội tuyển để nuôi tham vọng vươn xa. Đến với chung kết thế giới lần này, Gam chắc chắn không thể nào chăm chăm vào việc hạ gục các khu vực wildcard khác mà sẽ cần phải bứt phá khá nhiều để vượt qua được vòng play-in và bước vào vòng Thụy Sĩ, nhất là tại các cặp đấu trước các đối thủ trực tiếp. Nhưng bằng một niềm tin không lung lay, bạn thay đổi cuộc đời. Cà phê Liên Minh chúng mình xin phép đặt niềm tin rằng những người đồng gương của chúng ta sẽ làm được. Gam check my energy. Tiếp tục tại TOD, chúng ta có cái tên quen thuộc, thường được gọi với cái tên thân thương là hàng xóm láng giềng của VCS, không ai khác ngoài hạt giống số 1 của PCS, PSG Tà Lông. Sau một năm ê chề khi đầu tư vào những nhân tố Hàn, PSG đã quay lại với đội hình không ngoại binh và gặt hái được các thành quả nhất định. So với đội hình khá ít điểm nhấn từng xuất hiện tại MSI 2023 vừa qua, PSG của mùa hè mang đến những cái tên ấn tượng hơn nhiều. Những nhân tố gồm Azi đường trên, Waco xạ thủ và Woody hỗ trợ vẫn được giữ lại. Cùng với đó sẽ là trụ mid rừng vô cùng vững chãi gồm Junjia, cựu dự bị của Edward Gaming và huyền thoại Maple. Bên cạnh đó, họ còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Kogi, người đã góp công không nhỏ vào chức vô địch của ADG tại chung kết thế giới 2021. Đây hứa hẹn sẽ là một cái tên sừng sỏ tại vòng play-in năm nay. Cái tên cuối cùng của TOD sẽ là một ẩn số khi họ sẽ được hé lộ sau cuộc tranh tài giữa hai hạt giống số 4 của khu vực LCS và LEC. Và dù chưa thể biết được ai sẽ là cái tên đi tiếp, nhưng phải cùng nhau gật gù rằng cả team BDS và Golden Guardians đều là hai cái tên khá lực so với các khu vực khác ở vòng play-in. Với team BDS, dù từng được đánh giá là một cái tên sáng cửa tại LEC khi từng leo đến vị trí Á quân mùa xuân, nhưng đến mùa hè, họ lại nhanh chóng đuối sức cho các đối thủ khác, để rồi phải dừng chân sớm tại top 5. Sau đó, bước đến season final cũng phải gục ngã tâm phục khẩu phục trước một FNC quá ngoan cường, để rồi giờ đây phải giành giật tấm vé cuối cùng đến với chung kết thế giới không hề dễ dàng gì. Trong khi đó, Golden Guardians cũng gặp tình huống tương tự khi ở mùa hè, họ đã được đánh giá vô cùng khả quan khi giành được ngôi vị Á quân vòng bảng với hiệu số 13 năm vô cùng ấn tượng. Ấy vậy mà bước vào các cặp BO5 tại vòng playoff, những thiên thần vàng lại không giữ được sức bền khi để thua đáng tiếc cho tân vương NRG và giống thứ 5 của khu vực Hàn Quốc Team Liquid. Vì thế, để nhận xét thì phong độ của BDS lẫn Golden Guardians đều khá bất ổn. Tuy vậy, sức mạnh của họ vẫn vô cùng đáng gờm. Và dù cho có là ai nhận được tấm vé cuối cùng đến với chung kết thế giới để trở thành ông kẹ trước toàn bộ đối thủ khác tại vòng play-in. Cá nhân Cà phê Liên Minh sẽ dự đoán cái tên xuất hiện cuối cùng ở vòng play-in là Team BDS. Vì chúng mình thích màu hồng không bán độ. Giờ thì đến với tier tiếp theo thôi. Ai nói gì kỳ ghê á. Ok, chúng ta đã băng qua vòng play-in để đến với những cái tên đã đứng sẵn trong vòng Thụy Sĩ. Với thể thức mới thì đây rõ ràng là những cái tên tinh hoa tinh túy nhất mà từng khu vực gửi gắm nhằm chiến đấu một giải chung kết thế giới thực sự ra trò. Và ở tier C này, Cà phê Liên Minh sẽ gọi nó là cố lên bạn E. Ý chỉ đây là những cái tên hoàn toàn bị đánh giá thấp bởi các fan hâm mộ lẫn các chuyên gia, nhưng chúng mình vẫn muốn dành cho họ một lời cổ vũ để tạo nên một cơn bất ngờ nào đó. Cái tên đầu tiên trong tier này sẽ là bầy sư tử điên Mad Lions đến từ khu vực LEC. Là một mùa giải mà Mad được xuất hiện tại chung kết thế giới và cũng như bao lần khác, Mad vẫn sẽ có được niềm tin từ rất nhiều fan hâm mộ. Chỉ cầu mong rằng họ sẽ không khiến những người team mình phải thất vọng như các mùa giải quốc tế trước. Sở dĩ nói vậy là vì dù đã từng rất nhiều lần tham dự với tư cách các hạt giống cả cao lẫn thấp, nhưng Mad luôn phải dừng bước rất sớm hoặc có những thất bại chẳng ai hiểu nổi để rồi phải ra về trắng tay. Nhất là khi tại mùa xuân, họ vừa vô địch hoàn toàn thuyết phục trước team BDS, thì đến mùa hè, bầy sư tử lại cán đích vô cùng khiêm tốn ở vị trí top 7. May là với thể thức mới của LEC mà họ đã được hồi sinh tại chung kết thế giới 2023 năm nay. Với dàn lineup quen thuộc gồm JC đường trên, Elioya đi rừng, Niski đường giữa, Kazi xạ thủ và Hilisang, aka anh sang thợ lặn ở vai trò hỗ trợ. Dù vẫn rất hứa hẹn, nhưng vì cái rất khó bỏ nên Cà phê Liên Minh sẽ xếp họ vào tier C này nhé. Cái tên tiếp theo sẽ là một đội tuyển có đến hai cựu vương chung kết thế giới. Xin giới thiệu hạt giống thứ 5 của khu vực Hàn Quốc, aka Team Liquid đến từ LCS. Cái tên đầy trào phúng này được bắt đầu khi giai đoạn mùa xuân, đội hình của họ có đến 3 cái tên Hàn Quốc là Summit, Piosic và CoreGG. Cùng với đó là hai gốc Hàn là Yeon và Hyeri, chưa kể đến là huấn luyện viên Marine. Nhưng sau một mùa xuân không mấy khả quan, họ đã cải tổ lại bằng việc thanh kêu huấn luyện viên Marine thay thế Harry thành APA tại vị trí đường giữa. Thành quả đã đến ngay với vị trí top 3 chung cuộc, mang đến cho họ một chiếc vé quý báu đến với chung kết thế giới. Và cũng vì có nhiều người Hàn nên lối đánh của Team Liquid mang nhiều dấu ấn chiến thuật macro. Tuy vậy, nhiều đó là chưa đủ để phá bỏ khuyết điểm về mặt laning và giao tranh của đội. Vì thế, họ cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn bước xa hơn tại giải năm nay.
Ngay tiếp theo sẽ là những người đồng hương của họ, Cửu Vân aka Cloud9, hạt giống số 2 đến từ LCS. Và đến chung kết thế giới, một đội hình vô cùng hứa hẹn với những cái tên đã dần quen mặt bởi các khán giả như First đường trên, Playbird đi rừng, MNS đường giữa, cựu thực tập sinh nhà Gen Z, xạ thủ cựu thực tập sinh nhà T1, Berserker và hỗ trợ The Ven. Trong xuyên suốt giai đoạn vòng bảng lẫn playoff, C9 đều cho thấy sức mạnh áp đảo của mình khi hoàn thiện cả về mặt giao tranh lẫn macro, thậm chí còn xuất sắc có vị trí top 1 vòng bảng. Ấy vậy mà họ lại để thụt chân 3-1 đáng tiếc trước một NRG bỗng dưng hóa Chaos tại trận chung kết. Và dù chưa bao giờ được đánh giá cao, nhưng cũng không thể xem thường vì Cửu Vân vẫn luôn được phù hộ bởi chiếc aura lách qua cánh cửa hẹp của mình. Hãy xem liệu Cloud9 có tiếp tục luồn lách được với thể thức mới này không nhé. Cái tên cuối cùng của tier C này sẽ là hạt giống số 2 của LEC, đoàn quân áo cam Fnatic. Nếu anh em chưa biết thì Fnatic đã có một sự thay đổi nhân sự khá đáng chú ý, đã ra thủ Rekkles huyền thoại, giờ đây đã trở thành người chơi hỗ trợ cho đội. Tuy vậy, đó cũng chỉ là trên danh nghĩa, khi Rekkles thậm chí còn không được ra sân thi đấu kể từ mùa giải hè vừa qua. Nên lineup của MNC hiện tại chỉ còn Oscarinin đường trên, Razok đi rừng, Humanoid đường giữa và cặp Noah Chimby ở vị trí xạ thủ hỗ trợ. Nhìn chung thì với đội hình không có quá nhiều điểm nổi bật như vậy thì cũng rất khó mà sẽ có gì bất ngờ đến từ Fnatic trước hàng loạt ông lớn phía trước. Nhưng nếu đụng được các đối thủ ngang cơ thì đây sẽ là một trận chiến sinh tử đấy chứ đừng đùa. Đến với tier B, đây sẽ là những cái tên mà nói họ yếu thì cũng không đúng, nhưng bảo họ mạnh thì chắc chắn không. Họ sẽ là những cái tên khiến các fan hâm mộ thở oxy và không thể nào đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo. Rồi vào top 8 của họ cũng thực sự là một ẩn số đối với mọi người. Vì thế nên cả Phê Liên Minh gọi tên tier này là tier bất ngờ chưa bao giờ. Mở màn cho tier B sẽ là nhà vua mới của LCS, đồng thời cũng là người anh em họ hàng xa của GAM Esports, xin phép gọi tên NRG. Thật khó tin đây chính là cái tên mới toanh của khu vực Bắc Mỹ sau sự sụp đổ của đế chế Counter Logic Gaming. Ngỡ sẽ là một đội lót đường, nhưng NRG đã thi đấu vô cùng sòng phẳng với những tiền bối đi trước và kết thúc vòng bảng với vị trí số điểm 99 cùng vị trí thứ 5. Ngoài xạ thủ FBI thì bốn cái tên còn lại đều là những nhân tố khá xa lạ đối với người xem Liên Minh huyền thoại nếu không theo dõi LCS liên tục. Chúng ta có Dokla đường trên, Contrast đi rừng, đường giữa Palafox cùng hỗ trợ Igna. Cà phê Liên Minh thật sự khuyên các bạn xem cặp BO5 chung kết Liên Minh huyền thoại Bắc Mỹ vừa qua, vì tại đây NRG đã cho mọi người thấy chuỗi phong độ ấn tượng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn là Cloud9. Tuy vậy, nếu để so với các đối thủ đến từ LCK hay LPL thì vẫn khá là khó khăn cho NRG. Chúng mình rất trông chờ vào những bất ngờ mà đội tuyển này có thể đem đến cho chúng ta. Tiếp đến sẽ là một cái tên hạt giống số 1 khác, cũng chính là kỳ phùng địch thủ của NA, đó chính là G2 Esports đến từ khu vực LEC đầy những điều điên rồ. Sau một mùa xuân có phần hụt hơi thì G2 đã trở lại với vị thế nhà vô địch vốn có của mình để rồi tiếp tục giành vị trí hạt giống số 1 tại Season Finals trước Fnatic. Playoff không có gì thay đổi so với MSI vừa qua với Broken Blade đường trên, Yikes đi rừng, Caps đường giữa, Hansama xạ thủ và Mikix hỗ trợ. Năm cái tên đều là những cái tên ưu tú của khu vực, đặc biệt là Caps khi anh dần chứng minh vị trí huyền thoại của mình tại giải đấu LEC. Tuy nhiên, đã không còn những meta dị hợm cho bọn họ tung hoành như thời 2018-2019 huy hoàng. Giờ đây, thử thách cho họ sẽ là tìm cách bẻ gãy meta một lần nữa để tạo nên bất ngờ trước các đối thủ khó chịu phía trước. Và từ đây, chúng ta sẽ còn 8 cái tên của LCK và LPL. Trong đó hai cái tên thuộc tier B này, mở bát sẽ là D+ Kia của khu vực Hàn Quốc. Kana, Dev, Cobodon cùng tiến Canyon Showmaker đã trở lại với chung kết thế giới rồi đây. Chỉ tiếc là vị thế của họ giờ đây không còn là độc tôn nữa. Năm con người trong đội hình của DK thực sự không hề yếu, chỉ tiếc rằng họ không mạnh cùng một lúc mà thôi. Bất kể là bất ổn như Kana hay đó có là anh lớn nhiều kinh nghiệm như Dev thì bằng một cách nào đó để rồi lủng nặng một cánh trước đối thủ. Khả năng macro của DK cũng là một điểm yếu khi không ít những trận đấu họ thắng đường để rồi quăng game chỉ vì có những quyết định quá non trước đối thủ. Tuy nhiên, để khai thác được sai lầm của DK thì bạn cũng phải ra gì và này nọ, nên nhìn chung DK xếp ở tier B là hợp lý rồi. Trừ khi bằng một cách nào đó họ cải thiện được hết đống vấn đề trên thì mới hy vọng đi xa được. Và đứng đầu vị trí tier bất ngờ trên bàn nhà mà không có Weibo Gaming là một thiếu sót cực lớn đúng không anh em nhỉ? Đội tuyển với biệt danh Robin Hood của LPL đã vươn ra thế giới, hứa hẹn sẽ khiến mọi tier list trở nên vô nghĩa. Với khả năng cao bằng mọi đối thủ đụng mặt, Weibo Gaming đáng ra nên được xếp vào một tier list hoàn toàn riêng, không đụng bất kỳ ai. Nhìn vào lineup với những cái tên như The Shy, Weiwei, Xiaohu, Lai, Rips, ai mà có thể đánh giá thấp cái tên này chứ? Nhưng tiếc rằng The Shy này nó lạ lắm. Xuyên suốt 2023, chưa bao giờ người hâm mộ có cơ hội được cảm thấy an tâm với cánh trên của Weibo. Xạ thủ Lai cũng chưa cho thấy được những khoảnh khắc ngôi sao của mình. Có thể nói 90% các game của Weibo sẽ đánh dựa vào trục mid rừng của họ. Nếu Xiaohu hoặc Weiwei chốc thì Weibo Gaming xác định. Nhưng mà biết đâu ra thế giới, The Shy sẽ lấy lại mốt hủy diệt thời Invictus Gaming của mình thì sao? Shy ca nhỉ? Ok, tạm gác qua tier B để những bất ngờ, ta có tier A nghiêm túc hơn khi đây sẽ là những ẩn số khó đoán của chung kết thế giới năm nay. Tức là việc họ vẫn rất mạnh, nhưng để mà có thể đi xa tới đâu sẽ là một dấu hỏi lớn khi đây dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa hàng loạt ông lớn. Mở màn sẽ là một đội tuyển đến từ LCK đã tạo nên lịch sử của LCK khi là đội thất bại trước đối thủ mà chính mình chọn. Vâng, chính là KT Roster.
Ông lớn truyền thông của Hàn Quốc đã trở lại với sân chơi lớn nhất thế giới sau hàng loạt các thăng trầm bất ổn của năm 2018. Từng được xem những cử viên sáng giá cho chức vô địch LCK, thế mà giờ đây họ lại chỉ khiêm tốn với vị trí hạt giống số 3. Tuy vậy, thì với đội hình có thể gọi là dày dặn kinh nghiệm nhất của chung kết thế giới năm nay, với Kim đường trên, Kirst đi rừng, BDD đường giữa, Ê Minh xạ thủ và Lee Han hỗ trợ, KT vẫn hứa hẹn sẽ quay đảo chung kết thế giới năm nay bất kể đối thủ đó là ai. Dẫu vậy, thì sau trận thua cay đắng trước T1, KT đã lộ ra quá nhiều điểm yếu để đối thủ khai thác cả về ban pick lẫn triển khai trong trận. Huấn luyện viên Hirai sẽ cần phải làm rất nhiều điều nếu muốn mang đoàn quân của mình đi xa nhất trước hàng loạt cái tên sừng sỏ tiếp theo đây. Cái tên tiếp theo trong danh sách này sẽ là Bầy Kỳ Lân đến từ Tô Châu, LNG Esports, hạt giống số 3 của khu vực LPL. Với việc chiến thắng trước BLG tại trận chung kết nhánh thua vừa qua, chúng mình đã dự định cho LNG một vị trí cao hơn trên tier list lần này. Nhưng không, nó chỉ là meta mà xạ thủ vẫn còn là mắt xích quan trọng. Và với đội hình có Gala cùng hang tại cánh dưới, LNG đã làm nên điều đó vô cùng xuất sắc. Nhưng tại chung kết thế giới sắp tới đây, meta sẽ hướng lên cánh trên mà Zika thì lại còn quá thiếu kinh nghiệm so với các người anh đi trước. Cặp đôi biết rừng Tắc Răng và Scout vẫn sẽ là một cặp bảo kiếm của Kỳ Lân Tô Châu, nhưng để đi đến ngôi vị cao nhất thì e rằng sẽ rất khó nếu Zika không hóa thần như Dragon X King Gen 2022. Tier A sẽ tiếp tục gọi thêm một đội tuyển nhiều fan bậc nhất thế giới, đó chính là T1. Sau một mùa hè vô cùng đáng quên thì cuối cùng T1 cũng đã quay về với vị thế của mình ngay khi người anh lớn của họ trở lại. Tuy vậy thì bao nhiêu đó cũng đủ để các đối thủ sừng sỏ nhìn thấu được các điểm yếu chí mạng của đội tuyển lừng danh này. Just thì vẫn còn phải cải thiện tâm lý thi đấu, Owner thì vẫn cứ là Owner, Kumayushi thì quá dễ khắc chế, Keria thì không còn ở thời đỉnh cao phong độ. Tất cả chỉ còn chờ Faker chỉ đạo để thi triển, chắc chắn không phải là một cách hay để đi đường dài. Tuy nhiên, sức mạnh của T1 tại các mùa chung kết thế giới là không thể coi thường. Có nhớ năm ngoái, mùa hè của T1 cũng không dễ dàng gì khi mà Kumayushi rơi phong độ thành tier 2 tốn lính. Vậy mà đến chung kết thế giới, họ chỉ phải dừng chân trước một hành trình kỳ diệu của Dragon X. Vậy nên các đối thủ sẽ phải thực sự dè chừng trước đối thủ này nếu không muốn trả giá đắt. Nhắc đến meta cánh trên thì không thể không nhắc đến đội tuyển có người chơi đường trên chiến nhất hoa chiều, Bilibili Gaming. Có thể nói đây là mùa giải đầu tư thành công nhất của BLG sau hàng loạt những mùa giải lận đận ở giữa bảng xếp hạng LPL. Dù đã để thất bại đáng tiếc trước LNG Esports trong trận chung kết nhánh thua vừa qua, nhưng nhìn vào thành tích của đương kim Á quân MSI thì chẳng ai có thể xem thường bọn họ, nhất là khi BLG đã hạ gục cả Gen.G lẫn T1 một cách vô cùng thuyết phục. Vẫn lay up đó với Bin, Sun, Yagao, El và On. Đây hứa hẹn sẽ là một kẻ thách thức đối với bất kỳ đội tuyển nào tại Tier S. Nhưng điểm yếu của họ vẫn là có chứ không phải bất bại. Có thể kể đến như sự an toàn quá mức của El, sự phụ thuộc vào đồng đội của Yagao. Nhưng không sao, cứ để đó, ngài Bin và ngài On lo được. Ngạo nghễ Phan Suning 2020 và Weibo Gaming 2021. Đến với tier cuối cùng, ta có tier S sáng cửa vô địch. Đây là tier dành cho các ứng cử viên mạnh mẽ nhất cho chức vô địch danh giá. Và không ngoài dự đoán, đó chính là hai hạt giống số 1 của hai khu vực lớn nhất về Liên minh huyền thoại, Trinh Đông Gaming đến từ LPL và Gen.G Esports đến từ LCK. Nói về Gen.G, với đội hình gồm Doran đường trên, Peanut đi rừng, Chovy đường giữa cùng một đôi đường dưới Pace và Delight, chúng ta có thể cùng nhau công nhận rằng đây chính là đội hình dung hòa được rất tốt cả về yếu tố năng lực lẫn con người. Không phải tự dưng mà Gen.G đã lập được cú hat-trick với 3 chức vô địch liên tục tại LCK. Năm cái tên phục vụ cho Gen không chỉ có kỹ năng cá nhân ở mức tốt đến thượng thừa mà còn có khả năng phối hợp với nhau hài hòa và nhuần nhuyễn. Nhìn cách mạng chạy vào túi Pace là chúng ta có thể hiểu được bộ bánh răng này hoạt động trơn tru đến như thế nào. Chỉ đáng ngại rằng Gen.G rất dễ chốc khi đi ra quốc tế, nhất là Chovy. Tuy nhiên, tin vui rằng chung kết thế giới năm nay lại được tổ chức trên sân nhà của chính họ, nên chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng phá vỡ lời nguyền khôn nhà dại trợ của họ. Trong khi đó, JDG lại đang trên con đường chinh phục của Grand Slam đầu tiên trong lịch sử với đội hình toàn sao là sao của mình. 369 từ lâu đã trở thành một người chơi đường trên đáng tin cậy và đa dạng chiến thuật cho toàn đội. Kanavi cũng dần trở thành thần rừng ổn định qua các mùa của sự chung. Dị nhân tay phải Knight cũng đang tìm kiếm danh hiệu cao quý nhất cho mình. Ruler thì vẫn cứ là tượng đài xạ thủ thế giới. Chỉ có Missing vẫn thường bị pressing nhất nhưng cũng là một hỗ trợ phò tá đắc lực cho xạ thủ thước kẻ. Tất cả đã tạo ra một super team đích thực, một con quái vật mà ai đụng cũng phải dùng mình. Với sự toàn diện như vậy thì nếu để nói JDG có bất kỳ điểm yếu gì thì đó là khi họ tự nấp sức mạnh bản thân bằng cách chốc hoặc macro khó hiểu thôi, chứ cơ hội để đánh bại họ gần như là vô cùng thấp, nhất là với thể thức BO3 và BO5 hiện tại thì khả năng một đội nào đó gạt dò được họ lại càng khó. Và đó cũng chính là toàn bộ tier list của chúng mình về chung kết thế giới 2023 sắp tới. Nếu muốn xem kỹ hơn, anh em có thể pause lại nhé. Đây cũng chỉ là nhận định chủ quan của team Cà Phê Liên Minh chúng mình dựa trên màn trình diễn của các đội tại MSI lẫn mùa giải hè vừa qua. Nếu anh em có gì muốn đóng góp hay có nhận định gì khác thì đừng ngần ngại mà để lại những bình luận tích cực bày tỏ ý kiến của mình phía bên dưới nhé. Đừng quên để lại một like, share hay subscribe nếu thấy video này thú vị để tiếp thêm động lực cho chúng mình trong những nội dung sắp tới nhé. Còn bây giờ thì bye bye!